Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nhé. Chúng ta sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 91. Sau khi Vương Đông và Vua Hạo tiến ra bên ngoài, ở đây cả hai đã gặp lại Mục Lão. Ông đã yêu cầu cả hai viết ra con đường tu luyện mà Vua Hạo và Vương Đông đã lựa chọn. Sau đó đồng thời trên hai lòng bàn tay của Mục Lão, Vua Hạo và Vương Đông bắt đầu viết ra con đường tu luyện mà mình đã chọn, cũng là con đường sẽ theo bọn họ cả đời. Trong lòng bàn tay của Lão chợt hiện ra hai chữ màu vàng sáng rực: Đường Môn. Vũ Hào và Vương Đông gần như cùng lúc kêu lên, cả hai lại quay sang nhìn nhau, nhất thời đều vì bất ngờ mà ngẩn người. Đây là ăn ý hay sao? Dường như không chỉ gói gọn ở hai chữ ăn ý nữa, con đường bọn họ chọn hoàn toàn không phải là những hệ bình thường như cường công hay là khống chế mà vẫn có thể sống một cách đáng sợ. Mục Lão mỉm cười rồi nói, Vương Đông còn nói trước xem, vì sao con lại chọn con đường này có ý nghĩa gì? Nghe vậy Vương Đông đáp, thật ra con cũng không nắm chắc, hai vua của con đều thuộc hệ cường công, rõ ràng con đường thuận lợi nhất chính là theo hệ cường công. Thế nhưng trong lúc con chìm sâu vào minh tưởng, không hiểu tại sao trong đầu lại xuất hiện hai chữ đường môn, con còn phát hiện ra dường như các khả năng của con đều có cùng hơi thở với đường môn. Trừ ám khí ra, các tuyệt học còn lại của đường môn như là khống hạc cầm long, tự cực ma đống, huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung đều rất hợp với các kỹ năng chiến đấu của con. Bất kể là quang minh nữ thần điệp hay là hạo thiên truy đều cần phối hợp với những kỹ năng khác để chiến đấu. Giới hạn cao nhất của hồn sư chính là hồn lực, đồng thời dùng nó phối hợp một cách hoàn mỹ và sử dụng hồn kỹ. Thế nhưng còn lại muốn mình có thể dung hợp hồn kỹ của bản thân với tuyệt học của đường môn, và đấy chính là con đường mà con đã chọn. Mục Lão gật đầu rồi nói, tốt lắm Vua Hạo, vậy còn con? Vua Hạo liếc mắt nhìn Vương Đông rồi nói, tình huống của con lại còn phức tạp hơn cả Vương Đông. Thế nhưng con thấy so ra đường môn lại càng thích hợp với con hơn. Hai vuôn của con, một thuộc hệ khống chế, một thuộc hệ cường công. Tuy trước mắt con có thể đồng thời sử dụng hồn kỹ từ hai vua hồn, thế nhưng trong quá trình chiến đấu lúc nào cũng phải sử dụng lần lượt mở ra từng cái. Con suy nghĩ xem liệu mình có thể dùng cách gì đó để kết hợp lại vuôn này với nhau, để nó bổ trợ lẫn nhau, đồng thời sức chiến đấu của con cũng sẽ tăng lên. Đây là việc cực kỳ quan trọng trong con đường tu luyện tương lai của con. Và con cũng không chỉ là một hồn sư, mà còn là một hồn đạo sư nữa. Nếu con chỉ đơn giản tu luyện vũ hồn, vậy thì con đường của con cũng giống như những hồn sư bình thường. Thế nhưng con lại không muốn bỏ qua hồn đạo khí, nên con đang nghĩ đến đường môn. Là đệ tử đường môn, các tuyệt học của đường môn con đều đã có học qua, từ cực ma đống, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long, quẻ mê tung, ám khí bách xài và huyền thiên công. Trong 6 tuyệt học này, có thể nói con chỉ mới tập trung chính vào huyền thiên công và từ cực ma đống, 4 thứ còn lại con chỉ mới biết sơ lược. Khi con nghĩ đến đường môn, bỗng nhiên con nhận ra tất cả các kỹ năng của con đều có liên quan đến đường môn. Vuôn linh mâu của con có liên hệ mật thiết với từ cực ma đống, mà nhờ từ cực ma đống con mới có kỹ năng linh hồn trùng kích. Hơn nữa khi mà con khống chế vuôn linh mâu thì đồng thời cũng có thể giúp cho sử dụng các tuyệt học của đường môn, nhất là sử dụng ám khí, mà vuôn băng bích đế hoàng hạt lại càng không phải suy nghĩ. Các hồn kỹ của hệ băng đều có liên quan đến những bộ pháp nắm bắt, cũng như là Vương Đông vừa nói, nếu có thể kết hợp chúng với nhau thì thực lực của chúng con sẽ tăng lên rất nhiều. Còn hồn đạo khí, từ ngày con bắt đầu tập sử dụng ám khí đường môn, đại sư huynh đã nói muốn vực dậy đường môn một lần nữa thì con đường duy nhất chính là kết hợp hồn đạo khí và ám khí lại với nhau, cho nên con đường này chính là con đường tốt nhất mà con muốn chọn. Mục Lão nghe Vũ Hạo nói xong liên tục gật đầu rồi nói, được rồi, lựa chọn của các con đều tốt. Tuyệt học của đường môn đã phát dương quang đại trong tay tiên tổ Đường Tam, cũng nương nhờ 6 tuyệt học này mà tiên tổ Đường Tam đã cứu cả giới hồn sư trên đại lục, hơn nữa còn đột phá bình cảnh, phi thăng thành thần. Đường môn xuống dốc không có nghĩa là tuyệt học của đường môn đều trở thành đồ bỏ, chẳng qua nó chưa tìm thấy người xứng đáng mà thôi. Các con đều là những đứa trẻ có thiên phú cao, ta hy vọng các con có thể đi đến hết con đường này, kế thừa thực lực cường đại của tiên tổ, trở thành một cường giả thực sự. Mục Lão lắc tay, trên tay của Lão bỗng xuất hiện ra hai thứ gì đó. Trước mặt Vua Hạo chính là khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt mà lần trước hắn đã thấy ở phòng đấu giá tinh quang. Màn sương mù băng giá lượn lờ xung quanh nó khiến bầu không khí ở đây nhanh chóng giảm đi mấy độ. Và lòng bàn tay còn lại của Mục Lão là một khối hồn cốt cánh tay phải có màu vàng sẫm, phát ra ánh sáng rực rỡ. Vũ Hạo, đây chính là hồn cốt băng bích hạt ta đã quan sát kỹ, ít nhất là từ hồn thú vạn năm. Tuy nói hồn cốt sẽ không có nhiều biến hóa như hồn hoàn, thế nhưng theo ta, hơi thở cực hạn chi băng bên trong nó cực kỳ bá đạo. Có lẽ việc có thể mang đến kỹ năng băng bạo là không phải giả, con có nắm chắc hay không? Hai mắt của Vũ Hạo sáng bừng lên gật đầu. Mục Lão mỉm cười đưa khối hồn cốt cho hắn rồi nói, vậy con ngồi ở đây bắt đầu xung hợp đi.
Vương Đông hôn cốt cánh tay phải này gọi là quang chi phá ma, là ta tìm được lúc còn trẻ. Tiếc là khi đó ta đã có 6 khối hồn cốt, nếu không còn vào nó cũng vô duyên. Khối hồn cốt quang chi phá ma này đến từ một loại hồn thú cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có nơi nào dày đặc nguyên tố ánh sáng mới có thể thai nghén ra loại hồn thú này. Khối quang chi phá ma này sẽ mang đến kỹ năng gì phải đợi sau khi con dung hợp mới biết được. Thế nhưng ta dám chắc, nó sẽ là một kỹ năng công kích rất mạnh, hơn nữa còn có thể khắc chế hơi thở tà ác. Ta nghĩ nếu một tà hồn sư nào gặp phải nó nhất định sẽ kinh hồn bạt vía. Khi dung hợp hồn cốt, nếu đã có một trong tứ chi thì khối kế tiếp nhất định nên là phần tương xứng với nó. Còn đã có khối hoàng kim chi mang tà thí cốt, vậy thì cộng với khối quang chi phá ma hữu thí cốt thì tất cả các kỹ năng hiện có của con sẽ đồng thời tăng mạnh. Con cũng ngồi xuống dung hợp đi, ta sẽ hộ pháp cho cả hai. Vũ Hào và Vương Đông nhìn nhau, ánh mắt đầy vui mừng xen lẫn sợ hãi. Nhất là Vũ Hào, từ khi hắn bị Mục Lão vạch trần vuôn bằng Bích Đế Hoàng Hạt, hắn tuy vẫn chìm sâu vào minh tưởng, thế nhưng lòng vẫn không yên. Lúc này Mục Lão ra khối hồn cốt cho hắn cũng đồng thời làm hắn yên tâm lại. Đồng thời hắn cũng bắt đầu tin lời của Mục Lão, học viện sẽ không hỏi nhiều về lai lịch vuôn thứ hai của mình. Kế đến chính là hấp thu hồn cốt. Vũ Hào và Vương Đông lần lượt ngồi xuống hai bên Mục Lão. Vương Đông nhẹ nhàng vuốt ve khối quang chi phá ma hữu thí cốt, đồng thời tay trái của hắn bắt đầu lấp lánh ánh sáng. Hoàng kim chi mang từ từ rót vào quang chi phá ma, khiến khối hồn cốt kia cũng từ từ lóe sáng. Nguyên tố ánh sáng nồng đậm lại xuất hiện, cơ thể của Vương Đông dần dần trở nên trong suốt. Hai cánh quang minh nữ thần điệp lặng lẽ xuất hiện, bao trùm lấy cơ thể của hắn. Từng vòng ánh sáng rực rỡ bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Rõ ràng khối hồn cốt mà Mục Lão vừa đưa cho hắn là lấy từ học viện chứ không phải phần thưởng của cuộc thi đấu hồn đại tái. Nó cũng được đích thần lão chọn, tuyệt đối bảo đảm phù hợp và hữu dụng nhất. Hơi thở quang minh bắt đầu dao động, quang chi phá ma hữu thí cốt sau khi được rót vào hoàng kim chi mang cũng bắt đầu dung hợp vào cánh tay phải của hắn. Vương Đông chỉ cảm thấy từ nơi ấy chuyển đến cảm giác ấm áp, hoàn toàn không có một chút đau đớn nào. Có sự trợ giúp từ hoàng kim chi mang, hơn nữa vuôn quang minh nữ thần điệp của hắn đã được hơi thở quang minh khổng lồ tẩy rửa sau lần chìm sâu minh tưởng, nên việc hấp thu khối quang chi phá ma hữu thí cốt này là chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng nếu xét về mặt hòa hợp thì hắn còn kém xa Vũ Hào. Vũ Hào vừa cầm lấy khối hồn cốt cánh tay trái của Bằng Bích Hàn liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Nếu khối hồn cốt này ở trên tay các hồn sư khác nhất định sẽ cảm thấy lạnh thấu xương, ngay cả Mục Lão cũng phải sử dụng quang minh lực để áp chế nó. Thế nhưng trong tay của Vũ Hào lại khác, cảm nhận của Vũ Hào đúng là thân thiết, hoàn toàn không có một chút lạnh giá nào. Trước ngực của Vũ Hào lóe ra quầng sáng màu xanh biếc, sau lưng cũng sáng lên. Khối hồn cốt thân thể của Bằng Bích Đế Hoàng Hạt dường như vì sự xuất hiện của khối hồn cốt cánh tay trái này mà bừng tỉnh. Khí thế vương giả của Bằng Bích Đế Hoàng Hạt liền chậm rãi lan ra bên ngoài, còn khối hồn cốt của Bằng Bích Hạt trên tay của Vũ Hào giống như sống lại, không ngừng run rẩy, kế đến giống như đứa trẻ trông thấy mẹ, vù một cái bè lên chui thẳng vào cánh tay của Vũ Hào. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.